Thưa quý vị, nhắc đến nền quân sự của nước Nga, không thể không nhắc đến Trung tướng Mikhail Timofeyevich Kalashnikov là tổng công trình sư thiết kế vũ khí nổi tiếng của Liên Xô. Ông nổi tiếng không chỉ ở nước Nga mà trên toàn thế giới. Người ta biết đến ông là cha đẻ của súng trường AK-47, một trong những súng trường tấn công thông dụng nhất của thế kỷ 20. Mikhail Kalashnikov sinh ngày 10 tháng 11 năm 1919. Ông là con thứ 17 trong một gia đình sống ở ngôi làng nhỏ Kuria tại vùng núi Altai, gần biên giới giữa Nga và Mông Cổ. Năm 1938, ông Kalashnikov tham gia Hồng quân, làm việc tại một đơn vị quân cụ khi đại chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Do làm việc tại một nơi chuyên sản xuất vũ khí, nên tài năng của Kalashnikov sớm được bộc lộ. Kalashnikov nhanh chóng chế tạo ra một loại tiểu liên có khả năng bắn được 30 viên đạn đựng trong băng đạn hình vòng cung và đã gây một sự chú ý đặc biệt với lãnh đạo Bộ Quốc phòng khi đó. Sau khi nhận thấy tính năng ưu việt của loại súng do ông Kalashnikov sáng chế, ngay trong năm 1944, Stalin đã quyết định cho sản xuất thử. Sau đó sản xuất hàng loạt loại súng với tên gọi Avtomat Kalashnikov Obrazets 1947, viết tắt là AK-47. Từ năm 1949, súng AK-47 bắt đầu được trang bị cho quân đội Liên Xô. Năm 1949, ông Kalashnikov, khi đó là thượng sĩ, được tặng thưởng huân chương Stalin hạng nhất. Năm 1971, ông được trao học vị tiến sĩ khoa học kỹ thuật. Sau đó, Kalashnikov được tặng thưởng nhiều huân chương, trong đó có 3 huân chương Lenin, phần thưởng cao quý nhất của Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay. Nói về AK-47, Mikhail Kalashnikov từng phát biểu: "Khẩu súng của tôi phổ biến trên toàn thế giới vì nó được thiết kế một cách đơn giản nhưng đáng tin cậy. Một người lính không nhất thiết phải tốt nghiệp từ một học viện. Anh ta cần một thứ đơn giản nhưng tin cậy. Tôi cũng từng chiến đấu nên tôi biết người lính có rất ít thời gian. Súng cần phải bắn một cách nhanh chóng và đơn giản." Súng được phát minh bởi Kalashnikov được sử dụng ở hơn 100 quốc gia và được đưa vào danh sách các phát minh nổi bật của thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông Kalashnikov cũng ân hận khi biết đứa con tinh thần của mình bị những kẻ xấu lợi dụng. "Tôi tự hào về những sáng chế của mình, nhưng tôi cực kỳ căm ghét súng của tôi vì chúng được sử dụng bởi những kẻ khủng bố. Tôi thích sáng chế những chiếc máy mọi người có thể sử dụng hơn, một chiếc máy xén cỏ giúp những nông dân chẳng hạn." Ngày 23 tháng 12 năm 2013, Mikhail Kalashnikov đã ra đi ở tuổi 94 sau một thời gian dài bị bệnh nặng. Thủ tướng Nga Medvedev lúc bấy giờ coi sự ra đi của nhà thiết kế vũ khí huyền thoại này là sự mất mát to lớn đối với toàn nước Nga. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tôn vinh Kalashnikov là một công dân, một người yêu nước nổi bật và là một biểu tượng của nước Nga.